Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp của Tiếp Ca Và hôm nay là chương trình số 37 Một lần nữa chúng tôi lại muốn nói lời xin lỗi vì chương trình số 37 đã không thể phát sóng đúng như kế hoạch dự kiến Và bây giờ chúng tôi sẽ được giải đáp những câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ quý vị trong thời gian qua Đầu tiên là câu hỏi của quý vị Nguyên Giáp Xe em dùng thanh chịu xoắn mà giờ lốp nó mòn theo kiểu răng cưa Mà nó mòn ở độ âm là bị làm sao? Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau với các dòng xe cỡ nhỏ sử dụng hệ thống treo kiểu dầm xoắn thì góc đặt bánh xe ở phía sau là cố định. Nếu lốp có hiện tượng mòn không đều thì rất có thể xe của quý vị đã bị va chạm ở phần gầm xe làm biến dạng dầm xoắn. Quý vị nên mang xe tới xưởng dịch vụ để được hỗ trợ kiểm tra và đánh giá chính xác hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị thầy Nhã dạy lái. Xe em Morning số tự động đời 2007 thỉnh thoảng vào số D hoặc R nó không chạy lên ga mạnh nó chạy từ từ Có khi không chạy luôn Một lúc sau vào số lại thì lại chạy bình thường Mong tiếp ca giải đáp Xin cảm ơn Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau Với những gì mà quý vị mô tả Thì xe của quý vị đã bị hỏng phần doang phớt Và lá bố bên trong hộp số Khi máy nguội với doang phớt bên trong hộp số Đã bị lão hóa kèm theo việc sử dụng lâu năm Gây hao mòn Nên không tạo được áp suất dầu để hộp số làm việc đúng như thiết kế Khi máy nóng lên Các chi tiết đó mềm ra Lúc đó mới đủ kín và tạo được áp suất nên lúc đó mới hoạt động được. Quý vị nên mang xe đi thay bộ gioăng phớt và lá bố bên trong hộp số. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị kha kha. Xem Kia Soluto 2020 AT Deluxe đi được 35.000 km. Lúc mới đề, đạp ga nhẹ tốc độ 30 đến 40 cây số một giờ nó hay kêu rè rè bên tay lái, trên táp lô trái. Qua tốc độ đó thì lại hết kêu. Vậy nguyên nhân do đâu? Và nếu để như vậy tiếp tục chạy thì có bị làm sao không? Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau. Xe của quý vị đời 2020 nghĩa là còn mới và có thể chưa có vấn đề gì nghiêm trọng hay bệnh đáng lo. Tiếng rè rè có thể là do tiếng cộng hưởng của các bộ phận bên trong nội thất, do chi tiết nào đó tiếp xúc không chặt. Quý vị có thể mang xe đến xưởng dịch vụ để xử lý vấn đề này mà không tốn kém. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị An Trần. Cho em hỏi hai vấn đề. Một, khi chạy xe số sàn đang chạy bất kỳ số nào mình về số N có cần đạp côn không? Có lúc em không cần đạp côn vẫn về N được, như vậy có hại gì không? 2. Cho em hỏi cách mua phụ tùng hãng Toyota uy tín xem Camry 1998. Một số phụ tùng khó tìm. Chúng tôi giải đáp câu hỏi này như sau. Với các loại xe số sàn, quý vị có thể về N khi xe đang chạy mà không cần đạp côn. Trường hợp này có hai vấn đề xảy ra. Một khi vòng tua của động cơ đồng tốc với vòng quay của trục số, không bị gì thì không có hại gì cả. Hai, Nếu máy đang tải số hoặc ngược lại thì không nên ra thẳng số N vì như vậy sẽ gây hại đến cơ cấu đi số. Với câu số 2, quý vị nên đến xưởng dịch vụ chính hãng hoặc gara mà quý vị cảm thấy tin tưởng để đặt mua. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Tuấn Linh, câu hỏi như sau. Xe Honda Civic AT 2.0L đời 2007, mỗi sáng khởi động xe bình thường, Tuy nhiên vào số R thì hay có tiếng kêu cộp rõ to Khi xe chạy êm rồi thì không nghe nữa Và điều đặc biệt là khi đánh chết lái thì phát ra tiếng kêu dưới gầm xe thì bị hư gì Thêm một câu nữa là mỗi lần khởi động mới chạy xe tốc độ đạt khoảng 30 km h Lúc đó khoảng số 2 của máy là nó phát ra tiếng xì từ khoa động cơ Như vậy nó có liên quan gì đến dầu hộp số không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau Honda Civic 2007 vào số R khi máy chưa đủ nóng thì có thể hơi giật so với xe mới. Tuy nhiên, nếu thành tiếng to thì quý vị nên kiểm tra phần cao su treo máy. Đánh lái chết phát ra tiếng kêu có nhiều nguyên nhân. Tiếng ken két thì do dây cô hoặc trợ lực. Tiếng cọt kẹt hoặc lục khục thì có thể xem lại các lô tuyên và thanh răng. Câu số 2. Âm thanh mà quý vị mô tả rất khó để có thể nhận định từ xa. Quý vị nên mang xe đến xưởng dịch vụ để được kiểm tra thực tế. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tú Ngô. Cho em hỏi, dàn đồng của Toyota Race có mỏng không? Lái có bị tròng trành không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Theo đánh giá ban đầu của Tipka, thân vỏ của Toyota Race cũng như nhiều dòng xe khác của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Về độ bền bỉ, chúng ta cần có thời gian để kiểm chứng. Về độ ổn định thân xe, Toyota Race được đánh giá tốt trong điều kiện di chuyển bình thường trên địa hình hỗn hợp. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Kai An Minh. Tipka cho tôi hỏi, Toyota Vios 2017 MT có van EGR hay không? Và van EGR nằm ở vị trí nào? Tôi muốn tự bảo dưỡng. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Không rõ xe của quý vị trang bị động cơ 1.3 lít hay 1.5 lít, nhưng van EGR của Toyota Vios thường nằm gần cổ hút gió và lấy khí nóng từ cổ xả lên. Quý vị có thể xem hình ảnh minh họa hoặc tới xưởng dịch vụ để được hỗ trợ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Ngọc Nghĩa. Em đang sử dụng Nissan Navara và có ý định thay mâm. Trong các thông số của mâm, em quan tâm nhất là thông số offset và trọng lượng mâm. Tiếp ca có thể giải thích về hai thông số này khi em thay đổi offset về âm. Tăng trọng lượng mâm thì ảnh hưởng thế nào đến vận hành của xe? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Việc thay mâm có một số thông số cần phải quan tâm như sau. Đầu tiên là thông số offset. Offset là thông tin kích thước tính bằng mm của bề mặt bắt ốc mâm so với đường thẳng chia đôi mặt cắt ngang của mâm theo chiều dọc. Xe Navara bản VL trang bị mâm zin có offset là 45mm. Với mâm có thông số offset nhỏ hơn 45 thì sẽ đẩy bánh xe rộng ra hơn so với nguyên bản. Khi thay mâm có thông số offset nhỏ hơn thì xe sẽ có vệt bánh rộng hơn và mặt chân đế của xe lớn hơn so với nguyên bản. Khi vận hành xe sẽ vững và êm hơn. Mâm xe bán tải bình quân có trọng lượng khoảng 12-14kg cho mâm 18 inch. Trọng lượng mâm ảnh hưởng đến lực kéo của một chiếc xe. Các xe cao cấp đều có những bộ mâm rất nhẹ và cả thân xe cũng rất nhẹ. Mục tiêu là để tối ưu hóa tăng tốc. Tuy nhiên, việc tăng trọng lượng mâm của một chiếc xe bán tải có lực kéo cao thì hầu như tác động không đáng kể đến lực kéo và khả năng tăng tốc. Ngoài ra khi thay mâm cũng cần quan tâm đến các thông số khác như một là số lỗ bắt ốc với xe Navara là 6 lỗ. Hai là thông số PCD là đường kính đường tròn đi qua tâm các lỗ bắt ốc của mâm. PCD của Navara là 4,5 inch. Và thông số cuối cùng đó là hub bo là đường kính lỗ trung tâm của mâm. Đường kính hub bo của mâm mới cần bằng hoặc lớn hơn g center bo của xe. hub bo của Navara NP300 là 66,1 mm. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Thanh Lâm, câu hỏi như sau. Xin hỏi tiếp ca, làm chìa khóa gập cho xe xài chìa khóa cơ về cài để nhận chìa có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe không? Chúng tôi xin hỏi âm câu hỏi này như sau. Chìa khóa gập và chìa khóa cơ chỉ khác nhau về hình thức. Khi kỹ thuật viên đã cài và chìa khóa đã nhận diện được thì không có vấn đề gì ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Li Uso. Xe em ASEAN 2011, số tự động máy xăng. Gần đây có hiện tượng là khi đạp ga sâu, máy giật, đồng hồ hiện biểu tượng cục máy đèn vàng nhấp nháy đã đến gara kiểm tra thì không sao, vậy lý do tại sao? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Quý vị không nói rõ là đạp ga sâu trong trường hợp nào, đứng im không tải hay đang di chuyển trên đường. Nên chúng tôi chưa thể có câu trả lời chi tiết nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đoán là quý vị đang đứng im và nổ không tải và đạp sâu ga. Khi đó, hệ thống điều khiển sẽ cảm nhận được xe đang đứng im và kiểm soát hoạt động của động cơ để bảo vệ động cơ. Đó là tính năng an toàn chứ xe của quý vị không bị hư hỏng gì cả. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Trần Bình. Chú ơi cho cháu hỏi hệ thống khóa vi sai cả hai cầu và cầu sau và khóa vi sai trung tâm hoạt động như thế nào vậy chú? Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau. Khóa vi sai mục đích là để khóa hai trục lắp lại thành một để hai bánh trên cùng một trục quay đồng tốc với nhau. Khóa vi sai trung tâm cũng làm nhiệm vụ đó nhưng đối với hộp số phụ khóa trục các đăng trước và sau lại để hai trục cùng hoạt động đồng tốc. Việc trang bị khóa phía sai sẽ hỗ trợ trong trường hợp một bánh xe bị treo hoặc bị trơn trượt thì các bánh còn lại vẫn được truyền lực, hỗ trợ xe vượt qua chướng ngại vật dễ dàng hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Ngô Bắc Việt. Xem xe Dai Umatis MT 08 2008 đã đi 90 vạn km bản nhập khẩu. Chẳng hiểu sao xe em toàn bị chảy dầu lái. Em đến gara thay rồi mà về lại đi được mấy tuần lại bị chảy tiếp. Cho em hỏi là xe em bị làm sao Thêm một câu nữa vẫn xe trên Khi mỗi lần tắt máy lại có tiếng kêu như xe đang khởi động Mà em thấy các xe khác có bị như thế Cho em hỏi là bị gì vậy Chúng tôi xin hỏi ông câu hỏi này như sau Xe Matis 2008 đã chạy 90 vạn km Thì quý vị nên hiểu là Nó đã quá cũ để có thể sửa chữa Và nên thay mới Tắt máy lại có tiếng như đang khởi động Thì rất có thể đó là tiếng nước sôi Hoặc tiếng quạt giải nhiệt chưa dừng hẳn Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Minh Nhật khi rửa xe ở nhà, mình muốn lấy nước rửa khoang máy thì có ảnh hưởng gì tới các bộ phận như turbo, các giác cắm và cả các cảm biến của xe? Mình tên Hải ở Yên Bái. Chúng tôi xin hỏi ông câu hỏi này như sau. ca đã có một video rất chi tiết về quy trình rửa khoang máy bằng nước, các công đoạn và những điểm cần lưu ý. Quý vị có thể tham khảo thêm. Chúng tôi để link video rửa khoang máy trong phần mô tả của video này. Trường hợp không chắc chắn có ảnh hưởng gì, quý vị chỉ nên dùng vòi hơi thổi sạch và lau hơn là dùng vòi xịt nước. Những nơi rửa xe chuyên nghiệp, họ biết cách làm kín và tránh các phần nhạy cảm với nước. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Văn Hùng. Em đi Chevrolet Spark Van, nhập hàn 2016, hộp số CVT, chạy 129.000 km, chạy xăng A95. Khi đang dừng đỗ xe, về N, kéo phanh tay, sau đó về P, thì thấy động cơ xe lâu lâu lại dùng lên, lặp đi lặp lại, Lúc dùng lên, vòng tua máy nhảy lên rồi tụt xuống. Vậy xe em đang gặp vấn đề gì? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Khi quý vị đã về số N, thì lúc đó động cơ đã tự do chứ không cần tải số nữa, nghĩa là động cơ đang làm việc ở chế độ không tải. Việc vòng tua tăng lên hoặc giảm xuống, lúc đó rất có thể do phần bù ga hoạt động chưa đúng. Quý vị nên kiểm tra lại phần hệ thống bù ga của động cơ, vệ sinh bướm ga. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hòa Nhân. Tiếp ca tư vấn giúp mình với tài chính khoảng 700 triệu thì nên chọn xe SUV nào? Tiêu chí là bền, tiết kiệm nhiên liệu, dễ tìm kiếm phụ tùng thay thế. Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau. Hầu hết các loại xe đang phân phối chính hãng trên thị trường hiện nay đều không phải lo lắng về vấn đề phụ tùng. Mỗi chiếc xe đều có ưu và những điểm riêng mà Tiếp ca chỉ đánh giá rõ ràng từng chiếc xe để quý vị lựa chọn chứ không thể khuyên quý vị mua xe nọ bỏ xe kia được. Quý vị cân nhắc theo sở thích và nhu cầu của gia đình. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Biên Cương Xanh, câu hỏi như sau. Mình đi xe bán tải Mazda BT50, máy 2.2 lít, một cầu, số tự động, đời 2015, đã đi được 13 vạn km. Cứ khi nào đi vào đường trơn, bánh xe không bám đường, thì khi ga có tiếng kêu cạch cạch, nghe như là trượt bánh răng. Cho mình hỏi tiếng kêu đó có phải là do ABS hay không, hay có vấn đề gì khác? Chúng tôi xin thối âm câu hỏi này như sau. Với các xe có trang bị hệ thống chống trượt, thì sẽ cảm nhận được vấn đề như sau khi đi vào khu vực trơn trượt, một trong số các bánh xe bị mất độ bám, hệ thống chống trượt sẽ phát hiện thấy và bắt đầu kiểm soát kích hoạt phanh độc lập bánh xe bị mất độ bám đó. Âm thanh mà quý vị nghe thấy là do hệ thống chống trượt hoạt động nên không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Nguyễn Minh Chí: Xe Mitsubishi Xpander CVT 2020 gặp tình trạng đánh hết lái qua trái, sau trả lại một phần tư vòng, xe phát ra tiếng kêu cụp sau đó đi bình thường, lúc kêu lúc không, tiếng kêu nhỏ. Xin hỏi trường hợp này là bị lỗi gì? Xin cảm ơn tiếp ca. Chúng tôi xin hồi âm câu hỏi này như sau. Đánh lái có tiếng kêu có rất nhiều nguyên nhân, do bát bèo giảm sóc, do đôi tin, các càng và thanh rằng. Trường hợp xe của quý vị còn mới, rất có thể chỉ là do chi tiết nào đó cựa và cọ vào nhau. Quý vị nên mang xe đến xưởng dịch vụ để được kiểm tra và xử lý. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Phương em đi xe Hyundai Elantra số sàn đời 2017. Khi khởi động xe, khó vào số 1, cảm giác bị cứng, phải đạp ga lên rồi nhả ga ra mới vào được số êm ái, hoặc là vào số khác rồi vào lại số 1 mới được, mong tiếp ca giải đáp. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Với những gì mà quý vị mô tả, xe của quý vị đang bị hư hỏng phần côn, cơ cấu điều khiển côn. Nếu côn ngắt không hết sẽ gây ra tình trạng khó vào số hoặc phải đạp côn hai lần mới có cảm giác dễ dàng chuyển số hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Văn sửa bếp ga Xe Vios 2009 số sàn chạy xăng đi được 35 vạn km Khi em vào số 1 lên về hè thấp hoặc đánh lái hết sang một bên Tiến hoặc lùi xe kêu phành phành, phành phía đầu xe Lúc đó em nhả côn từ từ sau nhả thêm chút nhấn nhẹ ga Thì xe lên được nhưng kêu to hơn Bình thường dừng đèn đỏ đường hơi dốc Em đi số 1 nhả côn từ từ xe cũng kêu Nhấn ga lên sau đó nhả hết côn mới hết Nói chung là cần có đà xe đi được ngay xin tiếp ca tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Với xe số sàn sau nhiều năm vận hành đã cũ, đề ba ở vòng tua thấp hoặc xe chịu tải, đánh lái hết sẽ làm bơm trợ lực nặng tải. Khi nhà côn ở vòng tua thấp, leo vỉa hè hoặc dốc nhẹ ở vòng tua thấp, máy sẽ bị đuối, gây hiện tượng rung. Lúc đó những thứ như dây cua cụm tăng cua hoặc chân máy sẽ bị cộng hưởng và phát ra tiếng kêu. Trường hợp này quý vị nên đè ga ở vòng tua phù hợp để máy không bị đuối. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tấn Nguyễn PL. Xe máy dầu 2.0 lít bị hỏng một buji sấy thì về lâu dài có ảnh hưởng gì đến động cơ không? Về em mua buji mới về thay nhưng trong lúc tháo lỡ làm gãy buji cũ nên không tháo ra để thay được mà xe vẫn chạy bình thường. Chỉ có thông báo đem xe đi kiểm tra lúc nổ máy chứ không báo lỗi cá vàng. Xin cảm ơn tiếp ca. Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Trên hầu hết các loại động cơ diesel hiện đại, vai trò của chiếc buji sấy là để làm ấm bùng đốt để động cơ dễ khởi động hơn khi trời lạnh. Nếu thời tiết chưa có lạnh và xe của quý vị không gặp trở ngại gì trong quá trình khởi động, vẫn dễ nổ máy thì cũng chưa cần thiết phải xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyên nên đưa xe đi xử lý sớm để phòng những ngày lạnh hơn. Và cuối cùng là câu hỏi của quý vị Nguyễn Tuân. Xe mình Etra 2021 MT thường xuyên phải để ngoài trời có xương. Mình dùng dung dịch WD40 để phun khoang động cơ chống dỉ, chống chuột, Phun má phanh chống gì? Làm như vậy liệu dung dịch trên có ảnh hưởng gì đến các bộ phận của xe không? Theo tiếp ca, với xe để lâu ngày ngoài trời như trên thì cần lưu ý chăm sóc những bộ phận gì và chăm sóc như thế nào? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau: Xe để ngoài trời gần như không ảnh hưởng gì tới khoang máy vì nắp capo đã che kín khoang máy. Quý vị cũng không nên làm dụng dung dịch WD40 để xịt vào hệ thống phanh vì trong dung dịch đó có thành phần của dầu mà dầu này sẽ ảnh hưởng tới các chi tiết cao su trong hệ thống phanh. Như vậy là chúng ta vừa mới theo dõi toàn bộ các câu hỏi của chương trình hỏi đáp số 37. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ tiếp ca. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.